xin được tự giới thiệu, tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã được một sự phối hợp với quỹ Đỗ Phân và quỹ Những Trái Tim Huế để tổ chức một cái chương trình khám sàng lọc các cái bệnh lý cho những người dân ở A Lưới bị ảnh hưởng bởi chất da cam dioxin. Thì đánh giá sơ bộ trong cái sau cái quá trình làm tham gia cái dự án này thì tôi thấy là đây là một cái dự án rất là hiệu quả, rất là thiết thực, với cái số lượng dự kiến ban đầu khám cho là 1.500 người dân ở trên tất cả các cái xã của huyện A Lưới. Thì cho đến kết thúc chương trình, chúng tôi đã khám được 1.000 người dân trên tất cả các xã, và trong số đó thì chúng tôi đã sàng lọc phát hiện một số các cái bệnh lý và giới thiệu 641 người dân đến khám thêm bổ sung tại trung tâm y tế của huyện A Lưới, và 46 người dân được giới thiệu về bệnh viện Trung ương Huế để khám sâu hơn nữa, để phát hiện các cái bệnh lý mà nghi ngờ khó phức tạp. Rất là may thì trong số tất cả hơn 1.000 người dân được khám thì chúng tôi chỉ bước đầu hiện đang thì mới phát hiện một người là có cái bệnh lý ung thư và được tư vấn để mà khám và điều trị cụ thể đúng cái chuyên môn. Rõ ràng là sự phối hợp giữa ban điều hành quỹ cũng như là cái phía chuyên môn của trung tâm ung bướu, cũng như là sự phối hợp về hậu cần của quỹ quản dục giống như là trung tâm y tế huyện A Lưới đã làm cho cái các cái công việc từ là chuẩn bị rồi tiến hành khám, đánh giá kết quả, rồi tổng kết giới thiệu các cái bệnh người dân có bệnh lý, tất cả các cái bệnh lý đến các cái cơ sở y tế phù hợp đã giúp cho cái hiệu quả của chương trình đạt được kết quả cao nhất. Thì qua cái sự thành công của cái dự án lần này, tôi thấy rằng đây là một cái mô hình dự án hết sức là hiệu quả và có thể nhân rộng áp dụng cho các cái địa phương khác. Như chúng ta biết là qua cái đợt khám sàng lọc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là có một cái tỷ lệ lớn người dân khi đi khám thì phát hiện bệnh, thì trung bình là cứ 2 người đi khám thì có một người được phát hiện một cái bệnh lý nào đó. Thì rõ ràng là cái nhu cầu được khám, được sàng lọc các cái bệnh lý nói chung và bệnh lý ung thư nói riêng là rất lớn. Và nếu như cái mô hình dự án này được tiếp tục thì chúng tôi rất là trông đợi thì sẽ có những cái các cái chương trình khám sàng lọc tiếp theo mà tổ chức nhân rộng, tổ chức ở các cái huyện khác của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta. Chào mọi người, mình tên là Đặng Anh Thư, sinh viên năm 3 của trường Đại học Y Dược Huế. Được tham gia chương trình này là một sự may mắn để mình có thêm nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi, trải nghiệm thực tế từ các y bác sĩ cũng như là các anh chị đi trước. Qua hoạt động của chương trình này thì mình cảm thấy việc sàng lọc, phát hiện, phòng ngừa sớm ung thư cho những người dân ở vùng cao là một điều rất cần thiết để những người dân có thể được thăm khám tổng quát, siêu âm và chụp X quang để phát hiện và chữa trị kịp thời. Cảm ơn nhà tài trợ Đô Phun đã tài trợ cho chương trình này. Mình hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều tổ chức hoạt động ý nghĩa và nhân văn như thế này thêm nữa để giúp cho những người dân họ không có đủ điều kiện để tiếp cận với cơ sở vật chất y tế sớm để có thể được theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Cảm ơn.